nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của anh Điêu Chính Hiến đến từ chi hội văn học nghệ thuật huyện Quỳnh Nhai, cũng sẽ có những tiết mục văn nghệ đặc sắc để giao lưu. Sau đây sự trân trọng kính mời anh Điêu Chính Hiến lên sân khấu ạ. Và một cháu rất lớn chào đón anh Điêu Chính Hiến ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa tập thể anh chị em nam nữ diễn viên của câu lạc bộ yêu văn hóa Thái của huyện Sông Mã, cũng rất vui hạnh cho đợt trại sáng tác của văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La vào đến Sông Mã Sốt Cộp, và hôm nay chúng tôi dừng chân tại huyện Sông Mã được thưởng thức những điệu múa rất hay và hát rất hay, múa rất dẻo. Đây sẽ là nguồn cảm hứng cho anh chị em hội viên trong đợt trại sáng tác hôm nay. Vâng, và cũng xin phép được gửi tới quý vị anh chị em bà con chúng ta một làn điệu hát Thái của dân ca Thái Quỳnh Nhai, được không ạ? Vâng, lần nữa xin cảm ơn. Oh.
phương khỏi những mớ chề rồi chứ mà già nằm mà lại mơ là lo đấy chứ thầu ơi chứ mảnh má hà là lo đấy chứ cả thì chữ chữ cành đầu nó bé lờ khỏi chú ở phố là cái mê về này mà như là ở nhà giường ra mà như là cầu cứ tiếng điện là lo bé hà trân trọng cảm ơn chú Hiến rất là nhiều. Và một tràng rất thật lớn nữa của gia đình các vị khách quý được không ạ? Một lần nữa trân trọng cảm ơn chú cùng với đoàn công tác rất là nhiều. Ngày hôm nay đã có chút thời gian trở về để tham gia dự chương trình ngày hôm nay.